Sapa, Tam Đảo, Ba Vì, những khu nghỉ dưỡng trên núi nổi tiếng hiện nay. Tuy nhiên, đã bao giờ chúng ta tự hỏi cách đây hơn 100 năm, những địa danh này có diện mạo như thế nào? Nguồn tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 sẽ mở ra cho chúng ta những điều bất ngờ. Gần trăm năm trước, vào thời Pháp, ba địa danh này cũng đã từng là những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng xứ Bắc Kỳ, được gắn với những mỹ từ như Hòn Ngọc Đông Dương, Thị Trấn Trong Mây và Trên Đỉnh Non Tàn. Sự hùng vĩ và đồ sộ của chúng, dù ở dạng phế tích, cũng đủ khiến cho nhiều người không thể ngờ rằng những nơi này đã từng phồn vinh đến vậy. Sapa, một thị trấn du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao trên 1.500 mét. Đây là một trong bốn khu nghỉ dưỡng trên núi do người Pháp phát hiện và khai thác, bao gồm Đà Lạt, Tam Đảo, Ba Vì, ngay từ những năm đầu của thế kỷ 20 ở Việt Nam. Khí hậu và phong cảnh đẹp nơi đây rất phù hợp cho phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. Mình lên Sapa cũng phải 5 lần rồi. Mình thấy yêu mảnh đất này. Thì những cái công trình kiến trúc ở đây rất đặc biệt và có sự pha trộn nữa là kiến trúc các kiến trúc của người Pháp đã để lại. Đấy là một trong những kiến trúc đẹp, ví dụ như nhà thờ đá. Và lần nào mình đến Sapa thì mình cũng ghé qua đó để trải nghiệm cái cảm giác của khách du lịch, là mình ngắm nhìn những cái bộ váy đẹp của người dân tộc Hơ Mông. Nó rất là màu sắc và nó rất là ăn khớp với cả cái kiến trúc ở đó. Để tìm hiểu sâu hơn về khu nghỉ dưỡng Sapa, chúng tôi tìm đến những tư liệu quý giá hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Năm 1903, trong chuyến đi thực tế ở Lào Cai để lập bản đồ, đoàn trắc địa của Sở Địa lý Đông Dương đã phát hiện ra một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp và khí hậu dễ chịu trên cao nguyên Lầu Suối Tùng, tức cao nguyên Sapa, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Ngay lập tức, người ta nảy ra ý tưởng xây dựng ở nơi đây một trại điều dưỡng. Năm 1909, công sứ Thuket đã gửi công văn cho Đài Khí tượng Đông Dương đề nghị cho người tìm hiểu về thời tiết tại khu vực cao nguyên Lầu Suối Tùng, với mong muốn xây dựng nhà trên cao nguyên này dành cho công chức ở Lào Cai đến nghỉ ngơi, và hơn thế là đề nghị chính quyền cấp trên cho xây dựng trại điều dưỡng. Ý tưởng xây dựng trại điều dưỡng phải đến năm 1909 mới được công sứ tỉnh Lào Cai Thuket chính thức đề xuất. Trong công văn gửi thống sứ Bắc Kỳ có nội dung như sau: ở Bắc Kỳ mới chỉ thử nghiệm xây dựng trại điều dưỡng tại Tam Đảo. Tuy nhiên, tháp bạc trên dãy Tam Đảo chỉ ở độ cao 900 mét và diện tích không đủ lớn để xây dựng, đáp ứng nhu cầu của dân cư người Âu ở Bắc Kỳ. Cần phải có một khu nghỉ dưỡng ở độ cao hơn Tam Đảo và không xa đường sắt trên cao nguyên rộng để có thể xây dựng các công trình cần thiết. Tác giả người Pháp Otto Frey viết trên tạp chí Đông Dương năm 1910: tôi hoàn toàn bị quyến rũ ngay từ chuyến đi Sapa lần đầu tiên. Con đường dẫn đến Sapa chạy qua khu vực có phong cảnh tuyệt đẹp. 2/3 quãng đường xuyên rừng với vẻ đẹp hiếm thấy. Thung lũng giữa dãy Phan Xipang và cao nguyên Sapa, còn gọi là cao nguyên Lổ Suối Tùng, đẹp như thể thung lũng dãy Pyrenees ở Tây Ban Nha. Cảnh đẹp Sapa đã thu hút rất nhiều người Pháp đến đây. Năm 1910, đoàn lính Lê Dương đầu tiên đến mở đường và lập trại lính. Đến năm 1919, trại điều dưỡng dành cho quân đội đã được xây dựng. Tiếp đó là các khách sạn, biệt thự và nhiều tòa nhà được xây dựng. Du lịch Sapa ngày càng phát triển, thu hút du khách đến đây. Để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, ngày 6 tháng 8 năm 1942, toàn quyền Đông Dương quyết định giao cho Sở Quy hoạch và Kiến trúc Đông Dương nghiên cứu lập bản đồ quy hoạch và mở rộng khu nghỉ dưỡng này. Vì lý do chiến tranh, dự án mở rộng trên không thực hiện được. Tránh Sở Quy hoạch Đô thị và Kiến trúc Trung ương Seguiti đã viết trên tạp chí Đông Dương như sau: Sapa, khu nghỉ tuyệt đẹp gợi nhớ đến dãy núi Alps ở châu Âu. Bản đồ quy hoạch và mở rộng Sapa được hoàn thành và thông qua bằng Nghị định số 5385 ngày 16 tháng 11 năm 1943 của toàn quyền Đông Dương. Điều khoản trong đồ án được quy hoạch rất chi tiết, kèm theo là bản đồ quy hoạch.
bản đồ quy hoạch cho chúng ta thấy cái nhìn toàn cảnh về việc quy hoạch và mở rộng Sapa. Chính vì vậy mà những địa điểm đẹp nhất trong ra thung lũng Mường Hoa và đỉnh núi Phan Xipang đã được sử dụng vào việc xây dựng các tòa biệt thự theo bản đồ quy hoạch. Các quy định về thẩm mỹ và vệ sinh cũng như những mục khác kèm theo sơ đồ này sẽ giúp Sapa giữ được nét riêng biệt của một thành phố vườn bám sườn núi, tạo ra những cảnh sắc và góc nhìn tuyệt đẹp. Chính điều đó đảm bảo việc gìn giữ cảnh quan, tạo nên nét hoa mỹ của một khu nghỉ dưỡng trên cao.